Vâng, xin chào tất cả các anh chị mình đã đến với kênh Kim Hương Bất Động Sản Đồng Nai ha. Hiện tại em đang đứng ngay trên con đường Nam Hòa 4 nhà các anh chị tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và hôm nay em có căn nhà muốn giới thiệu cho các anh chị ha. Đây, căn nhà ngay trước màn hình các anh chị thấy luôn. Thì bây giờ em xin giới thiệu về đường trước ha các anh chị ha. Con đường này á, mình đi về hướng này thì sẽ đi ra quốc lộ 1A và chợ Chiều nha các anh chị. Thì đoạn đường này nó có đầy đủ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và chợ nữa nha các anh chị, đầy đủ các tiện ích luôn ha. Còn phía đường ngược lại, hướng ngược lại này thì cũng đi ra trường cấp 1, cấp 2, trường Diên Hồng nha các anh chị. Rồi và bây giờ mời các anh chị hãy cùng với em đi vào tham quan căn nhà ha. Thì căn nhà của mình nó có tổng diện tích là 155m2. Ngang là bề ngang bám đường trước đường này là 4.1m, sâu xuống là 35m và nở hậu là 4.5m nha các anh chị. Bây giờ mời các anh chị hãy cùng với em đi vào căn nhà để tham quan căn nhà ha. Đây, căn nhà cổng màu nâu đây nha các anh chị. Có sân trước, sân sau luôn ha. Đây, bước vào căn nhà thì sẽ là cái sân trước nha các anh chị. Bề dọc của sân trước này á, là dọc 5m và ngang á, là 3m rưỡi ha. Vào thì là căn phòng khách nè. Gạch đã được ốp lên nửa tường nha các anh chị. Toàn bộ là ốp gạch men hết. Đèn điện chiếu sáng đầy đủ luôn ha. Và công năng căn nhà là một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp, một toilet, sân trước, sân sau nha các anh chị. Và đây là căn phòng ngủ thứ nhất các anh chị ha. Thì căn phòng ngủ thứ nhất này nó nhỏ hơn căn phòng ngủ thứ hai. Đây, căn phòng ngủ thứ hai này nó rộng hơn các anh chị ha. Đây, đây là căn phòng ngủ thứ hai ha. Đèn điện chiếu sáng đầy đủ rồi. Và đây là không gian bếp của mình nha các anh chị. Đó, không gian bếp thì rất là rộng rãi, thoáng mát luôn. Ở đây mình có thể đặt cái bàn ăn ở ngay tại chỗ này luôn nha các anh chị ơi. Đó. Còn đây là toilet nha các anh chị. Khu vực toilet của mình ha. Đó. Đầy đủ lavabo, bồn cầu, vòi sen. Chỗ này mình có thể đặt máy giặt nha các anh chị. Máy giặt và xào phơi đồ bên trong nhà. Còn phía sân sau này thì có một cái giếng phía sau nhà nữa nè. Đây ha. Sân sau này mình có thể dùng để phơi đồ hoặc là mình ăn barbecue bên ngoài này cũng được các anh chị ha. Đó. Rồi và bây giờ mời các anh chị hãy cùng kiểm tra cái quy hoạch và Google Maps cùng với em ha. Dạ, và đây là bản đồ quy hoạch Google các anh chị ha. Vị trí miếng đất của mình đây 156m2, ngang 4.1, sâu 38 và nở hậu 4.5 ha. Đó. Thì như các anh chị thấy, khu dân cư của mình kín hết luôn. Toàn bộ là kín hết, nằm trên đường Nam Hòa 4 các anh chị ha. Và khu vực này toàn bộ là đất ở nông thôn, không dính bất kỳ một quy hoạch gì khác các anh chị ha. Đó, gần đây thì có đầy đủ mọi tiện ích rồi. Trường trung học cơ sở giáo dục, khu công nghiệp hoặc là cơ sở tôn giáo, cơ sở y tế rất là đầy đủ. Cạnh đây có khu công nghiệp Hố Nai 3 luôn nè các anh chị. Đó, coi như mình sống ở đây thì mình có thể kinh doanh buôn bán rất ok ha. Rồi và bây giờ mời các anh chị hãy cùng kiểm tra cái vị trí căn nhà của mình nhé. Đây, căn nhà của mình nằm phía bên đây nè các anh chị. Đó, nằm trên đường Nam Hòa 4 các anh chị ha. Thì xung quanh đây đầy đủ mọi tiện ích luôn. Đó, như là trường trung học cơ sở Minh Đức, trường Trần Đại Nghĩa hoặc là chợ, rất là gần luôn. Đó, và bây giờ em sẽ kiểm tra cái khoảng cách từ căn nhà của mình đến các tiện ích là bao xa các anh chị ha. Đây, thì căn nhà của mình rất là gần với các tiện ích nên mình có thể kinh doanh buôn bán. Hiện tại thì căn nhà có thể cho thuê với giá là 8 triệu. Đó. Và chủ đang mong muốn bán với giá là 4 tỷ 200 triệu nha các anh chị. Với một mặt tiền kinh doanh và đầy đủ mọi tiện ích, gần tất cả mọi tiện ích như thế này thì với giá 4 tỷ 200 triệu cũng khá là ok nha các anh chị ơi. Rồi và bây giờ ai quan tâm tới miếng đất này của em á, căn nhà này của em thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại em để ngay trên góc trái màn hình ha. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì tặng chị em một nút đăng ký kênh nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo.